Hello anh em, tôi là Vinh và sau đây mình sẽ có một cái bài review cho anh em một cái sản phẩm mới của hãng Inco. Đó là một cái cây kềm cộng lực giá rẻ. Thì cái kềm này giá rất là rẻ luôn anh em. Và hôm nay mình sẽ test cho anh em xem một cây kềm cộng lực giá rẻ như thế này thì nó có thể dùng được cái việc gì. Thì đầu tiên mình sẽ cho anh em xem về cái ngoại hình của cái kềm này. Thì cái kềm này mọi người thấy nó được thiết kế nhìn rất là bắt mắt với cái hai màu vàng và màu đen. Nói chung cái nào mình thấy màu vàng màu đen thì nó sẽ rất là đẹp. Thì dòng này là dòng công nghiệp thì anh em cứ coi những cái thiết kế nào của hãng Inco á mà nó có cái màu cái phần ngoài và cái phần đen thì đó là dòng industrial, tức là dòng công nghiệp của nó. Thì bây giờ mình sẽ thử cắt cho anh em xem cái khả năng cắt của cái kềm này. Thì kềm cộng lực thì chuyên dùng để chúng ta có thể cắt đinh, cắt kẽm, cắt cáp. Thì đây mình sẽ thử cho chúng ta xem. Thì đây là một cái cây đinh 2.5 phân ha. Đó, anh em thấy mình cắt một tay, cái là quan trọng là mình sẽ thử khi mình cắt một tay, mình cắt hai tay, cắt phía đầu phía cuối. Ở đây là cắt phía đầu ha. Mình cắt ở trên đầu thì mình sẽ dùng hai tay, còn anh em cắt ngay cái gốc á, ngay cái gốc phía ngoài, ngay cái chỗ này nè. Ngay cái phần phía ngoài rìa này thì chúng ta chỉ cần cắt một tay thôi là nó cũng thể đứt rồi. Đây. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thử cho chúng ta một cái cây đinh bự hơn để mình đạt coi cái giới hạn cắt của nó là khoảng như thế nào. Thì đây là cái cây đinh lớn ha. Đây, thử coi cắt nổi không. Mình nghĩ là cái cây đinh này nó sẽ hơi bự so với cái cây kềm cộng lực này, nhưng mà mình cũng sẽ thử cho chúng ta xem coi là nó giới hạn của nó tới đâu. Quá đã. Đây đứt này em, và anh em xem là cái kềm của mình nó vẫn còn nguyên si, chưa có dấu hiệu là bị mẻ hay là bị hư. Nó chỉ cái phần trắng là do cây kềm của mình, bản chất của nó là cái màu đen, nên khi anh em cắt thì nó sẽ ra cái màu, nó lộ ra cái màu trắng. Và cái kềm này nó có một cái đặc điểm là nó mài, nó không có mài phẳng mà nó sẽ mài hơi sọc sọc. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy là cái lưỡi răng của nó không có phẳng 100%, không có bén như những cái kềm bình thường, mà nó sẽ có những cái khớp nhỏ để nó bám vô. Tại vì cái kìm này chủ yếu nó cắt bằng cách dập đứt cái cây đinh của mình hay đây, chứ nó không có cắt cái kiểu đứt giống như là một cây kìm bén kiểu bình thường khác đó. Thì nói với cái kìm này thì anh em nếu mà cần nhu cầu để cắt những cái cây đinh lớn hay là những cái kẽm, cắt kẽm rồi đó, cắt dây điện kiểu này thì nó không có gì khó khăn hết em. Dây điện này là dây điện đơn giản rồi, cái điện này thì cái kìm nào cắt cũng được nhưng mà khi anh em cắt bằng những sợi dây cáp nhỏ đó thì anh em phải mua một cái kềm cộng lực giống như thế này, chúng ta cắt thì nó sẽ mai ra chúng ta sẽ cắt được. Thì cái kềm cộng lực này bán giá rất là rẻ, anh em cứ lên trên website của mình anh em xem cái mã là HMBC 0808 thì chúng ta sẽ thấy được cái mã cái kềm này, và anh em cứ tìm cái mã này thì anh em sẽ thấy ra cái giá. Tại vì hàng này hàng mới về, mình chưa có cập nhật cái giá nên là mình không có báo cho anh em ngay trong cái chương trình này được. Nhưng mà mình thấy nó rất là rẻ, đảm bảo với anh em rất là rẻ luôn, để chúng ta có thể mua và sử dụng cho cái công việc gia đình của mình. 200mm, đây là cái kềm cộng lực phổ thông nhất nha anh em, cái kích thước vừa phải cho anh em sử dụng gia đình. Ok, cảm ơn anh em đã xem cái chương trình này. Tôi là Vinh, địa chỉ cửa hàng mình là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0287300 7368, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9:30 tối hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy, và 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày từ ngày chủ nhật. Ok, nhớ đăng ký kênh mình, nhớ chia sẻ video này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.